xin chào mọi người. Mời mọi người cùng tôi đến với hành trình là xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại bản Lạt Sự. Hôm nay thì có các bản vùng thớp đến giúp đỡ bản Lạt Sự dựng những cái lán chòi bằng cây tre, vách nứa và lợp bằng mái cọ. Thì theo sự phân công của chính quyền địa phương xã thì mỗi bản vùng thớp sẽ được phân công là 3 cái chòi, dựng 3 cái chòi. Thì hôm nay có bản Nà Ín và bản Nà Cang đang xuống dựng. Còn lại là bản Bà Có và bản Cáu và bản Là Sự là sẽ làm sau. Dự kiến trong tuần này sẽ hoàn thiện là 15 cái chòi quanh cái chân kè này. Mời mọi người cùng tôi vào sâu bên trong để xem mọi người lao động giúp bản Là Sự nhé. Say phu sang nhiệt mời. Đấy, kỹ thuật cao quyết đấy. Đúng bài bản. Bên ông Toàn thước một tí đấy. Không toàn nhỏ khơi nưng. Tớ su nhỏ khơi nưng, tăm tăm nưng. Ừ. Đấy, ừ, được rồi đấy. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sao lọ mua thế nào, tuyệt vời. Vâng, đây là thành quả của buổi chiều hôm nay. Bà con bản là Yến và bản là Cang đã hoàn thiện việc dựng những cái ngôi chòi của mình, giúp bản là Sự trong khuôn viên du lịch cộng đồng. Mời các bác cùng chiêm ngưỡng với tôi nhé. Các bác có thấy đẹp không ạ? Nơi nghỉ chân cho mọi người. Mời các bạn đi với tôi một vòng nhé. Hôm nay dựng được 6 cái chòi. Đến tới này thì những cái khuôn viên cạnh những cái chòi này là sẽ làm bồn hoa cây cảnh. Trồng cây píp tiếng Thái ở đây người ta gọi là cây píp hoa màu vàng. Đấy, các bạn thấy đẹp không ạ? Chỗ này để cho mọi người là ngồi hóng gió. View ra suối đây các bác ơi. Và đây là ngôi nhà thứ hai và bằng phương pháp là thưng vách. Rồi các bác cùng vào đến trong. Rồi chỗ này có 2 cửa sổ thì nhìn view ra suối. Suối thì trong xanh với rong rêu mọc xanh lòe.
đẹp không các bác? Đây là cái phản để mọi người ngồi nghỉ ngơi, hàn huyên chuyện đời thường.